Các bạn bật file texture này lên và chọn về lệnh đũa thần. Các bạn trỏ vào vùng trắng này, nhấn Ctrl Shift Y hoặc vào phần Select, chọn Invert, nhấn V và kéo đối tượng này qua bên này. Sau khi kéo qua, tôi đã có đối tượng này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tách rời các đối tượng này ra. Tôi chọn lệnh này và tách rời từng thành phần một. Sau khi các bạn chọn được vùng chọn, nhấn Ctrl X, nhấn Ctrl V. Sau đó tôi lại chọn lại đối tượng này bên dưới, tiếp tục tách phần còn lại. Tôi tách các vị trí này sao cho nó rời hết ra để chúng ta hoàn toàn dễ dàng trong việc xử lý. Ctrl X, Ctrl V. Còn đối tượng thứ ba này, ở đây tôi thấy phần này còn thừa, tôi chọn nó và xóa phần thừa đi là xong. Nhấn Delete bàn phím, nhấn Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta về lệnh B, di chuyển, sắp xếp các vị trí sao cho hợp lý. Các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím, thu nhỏ lại, đặt vào vị trí. Ví dụ tôi thích ở vị trí này, bạn Enter và tiếp tục đối tượng còn lại, Ctrl T tiếp, hơi thu hẹp lại một chút, cho nhỏ lại và cho hẹp lại chút nữa. Giả sử tôi thích để ở vị trí này, tôi Enter và đối tượng thứ ba này, chúng ta nhấn Ctrl H bật đường giữa lên, nhấn Ctrl T giữ Shift sao cho đối tượng chúng ta không bị biến dạng. Sau đó tôi Enter. Ở đây chúng ta có thể di chuyển qua bên này chút xíu. Các bạn giữ Shift để di chuyển thẳng hơn. Ví dụ ở đây tôi chọn vị trí này. Các bạn có thể thay đổi các vị trí này sao cho hợp lý nhất. Tôi có thể xoay. Và Enter đồng ý. Ctrl T chỉnh lại chút xíu nữa. Ok. Vậy là vị trí chúng ta đã được ấn định. Bây giờ tôi chọn layer trên cùng và giữ Shift chọn xuống layer thứ dưới này, thứ ba để trên xuống này. Các bạn nhấn Ctrl E trên bàn phím, mẹp thành một layer duy nhất. Sau đó chúng ta tương tự nhấn Ctrl Z trên bàn phím để tạo thành một layer mới và nhấn Ctrl T. Cho đối tượng này vào vị trí này và mirror qua chụp phải, flip. Bây giờ tôi enter và chúng ta chọn đối tượng, di chuyển giữ shift. Sau đó chúng ta bỏ tay ra. Vậy là chúng ta đã có một khoảng cách tương đối hợp lý rồi. Còn nếu muốn chỉnh kỹ hơn, các bạn có thể zoom gần lại và di chuyển vào trong một chút. Tương tự bên này. Ok. Tôi có thể nhấn Ctrl H bỏ chọn. Bây giờ tôi chọn hai layer này, Ctrl E tiếp. Mẹp thành một layer tiếp theo. Video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện phần hiệu ứng cho đối tượng trang trí này.